chị Tâm, tôi phải đi dự tiệc dạ hội nên chị ở nhà lựa đậu đi. Con nhỏ này sao đánh mà đánh người á thì cần gì phải biết lý do, tự nhiên tao thấy bực nó muốn đánh mày á được không? Nhưng mà chúng ta đang tập kịch mà. Thì đó, thì đó là cái gì? Thì đó tao quên. Thôi xin nhau đi, xin nhau đi. Nè, mình qua trang 2 nha. Bây giờ bắt đầu tập đó. Tập đi. Tập thiệt đó nha. Thì tập đi, mày hỏi nhiều quá tao mệt luôn rồi. Mày ghê luôn quá, tao bực bội lắm luôn á. Vô quá, quét dọn đi. Mày dám lấy tao hả? Lại nữa rồi. Cả lớp đồng thanh. Hôm nay cô có một thông báo rất là thú vị dành cho các em. Trường của chúng ta sắp tới đây sẽ có hội diễn văn nghệ và chúng ta sẽ diễn vở Tấm Cám. Cô đóng vai hoàng tử, cô đóng vai hoàng tử. Cô đóng vai công chúa. Trật tự. Bây giờ cô sẽ hỏi các em là bạn nào sẽ tình nguyện đóng vai Tấm? Con đóng vai. Từ đó về sau, Tấm và nhà vua được sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Chị ơi, thì ra Tấm là một nhân vật trong câu chuyện. Vậy mà em cứ tưởng là món ăn chứ làm em thèm muốn chết luôn à. Món ăn hả? Ừ, tại vì hôm trước chú Julian có dẫn em đi ăn cơm Tấm giống như tên Tấm trong chuyện vậy nè. Cơm Tấm thịt sườn, nghĩ tới thôi là đã thấy thèm rồi. Ê, mà Tâm Anh nè, sao lớp em lại chọn Lâm Chi vào vai cô Tấm vậy? Chị thấy đâu có hợp gì đâu. Trong lớp nó cứ giơ tay vậy nè. Em cô. Nó còn nói hả, đứa nào giơ tay thì đừng có trách. Rồi nó còn nằm xuống sàn ăn vạ nữa. Cô sợ mất thời giờ của lớp nên phân vai cho nó luôn. Vậy hả? Dở hơn Tâm Anh của chị. Giai quan trọng như vậy thì biết dành cho ai được. Phải dành cho một người thật là xinh đẹp nè, vừa dễ thương như con. Cô Tấm gì mà dữ với bà Trần. Đóng vai vừa ghẻ thì hợp hơn á. Anh lo ăn đi. Con nhỏ này, nãy giờ mày để ý rồi nha. Ăn không lo ăn, lo hửi hửi hoài vậy. Từ bây giờ tới ngày biểu diễn, con phải ăn rau để thấy được eo, để mặc bộ đồ này cho nó đẹp. Giống như chuyên nghiệp quá ha. Thì thôi đừng ăn cơm. Thôi không có chọc em nữa. Em nó nhiều khi nó còn tốt hơn con mới gấp mấy trăm lần á. Đâu phải là dễ dàng người ta chọn mặt gửi vàng Donny đóng dài người ta mới giao nhau cái dài cám. Tấm. Anh nghe chưa? Ba. Tao biết con Tâm Anh, Tâm Tanh đó ba. Nó đóng vai gì không? Vai gì con? Đóng vai con cám. Con đóng vai chính. Còn nó đóng một cái vai nha, vừa xấu nè vừa ác nữa. Sư cha, bữa nay bày đặt chu đáo rồi chuẩn bị nệm cho cô nữa chứ. Thằng này. Giờ thì chị có thể thoải mái chu ra chu vô mà không sợ bị đau nữa. Em cố tình trải tấm nệm ra để bảo vệ cho chị đó. Cái thằng này. Chị Mi, chị tới sao không kêu em? Dạo này chị lo em hơi nhiều quá nha. Đâu có đâu. Hôm nay á, chị chỉ có nhiêu đây gửi em. Dạ, vậy em nhận 50.000 ha. Ủa, sao chị buồn vậy? Sao vậy? Nhìn chị không có miếng sức sống nào hết á. Nếu như mà tại vụ tiền này á, thì chị cứ cầm lại đi rồi đưa em sau cũng được. Không phải do chuyện này. Nhưng mà nếu như em không gấp á. À, dạ thôi, nếu như mà không phải chuyện này á thì em nhận nha. Trời.
Chị ơi, cho em đóng cửa lại. Nhỏ lẹ tay lẹ chân dữ vậy trời. Chị Tám, tôi phải đi dự tiệc dạ hội, nên chị ở nhà lựa đạo đi. Con nhỏ này sao đánh mà đánh người á thì cần gì phải biết lý do. Tự nhiên tao thấy bực nó muốn đánh mày á, được không? Nhưng mà chúng ta đang tập kịch mà. Thì đó là cái gì vậy? Thì đó tao quên. Thôi xin nháp đi, xin nháp đi. Nào, mình qua trang 2 nha. Bây giờ bắt đầu tập đó. Tập đi. Tập thiệt đó nha. Thì tập đi, mày hỏi nhiều quá tao mệt luôn rồi. Mày ghê luôn á, tao bực bội lắm luôn á. Dơ quá, quét dọn đi. Mày dám lấy tao hả? Lại nữa rồi. Trong kịch bản viết vậy mà. Với lại mình chỉ đang tập kịch thôi. Bởi vậy là gì? Thì tao quên. Lại xé nhám nữa hả? Cái kịch bản gì mà kỳ cục kẹo, không có phù hợp với mình một chút nào. Thôi tao xé luôn, không có cần xé nháp gì nữa hết. Nghĩ ra là ông Tiến này. Ủa gì nghĩ tới Tiến Hận vậy? Tao đi in kịch bản khác. Một, hai, ba, diễn. Nè Cám, chị xin em đừng nói xử như vậy với chị nữa nha. Tâm à, tại sao chị lại trả treo với tôi hả? Không được. Làm gì có cô Cám nào mà hiền giống em vậy chứ. Con phải dẹp bỏ hẳn Tâm Anh ra ngoài. Đôi khi là em phải mạnh mẽ lên. Và còn phải đánh người nữa. Dạ, là sao cô? Lam Chi, em nói lại câu thoại của Tâm Anh lúc nãy đi. Tâm, tại sao chị dám trả treo với tôi hả? Được rồi em, tốt đó. Em có hiểu chưa? Em có diễn như vậy đó. Dạ. Sao ở đâu Tâm Anh cũng là gánh nặng hết trơn vậy trời. Lam Chi, em mới đúng là gánh nặng của vở kịch đó. Đóng vai Tắm mà cứ sẵn giọng lên như vậy sao được. Em có sẵn giọng với ai đâu cô. Thay vì cứ cãi á, tại sao em lại không nghiên cứu nhân vật? Như vậy có phải tốt hơn không? Cô Tắm là một nhân vật tốt bụng và hiền hậu. Một nhân vật tốt bụng và hiền hậu thì em phải ăn nói như thế nào? Giống em nè. Tâm Anh, em nói lại cái câu của Tắm cho cô nghe đi. Dạ, em hả cô? Cám ơi, chị xin em đó. Xin em đừng có như vậy nữa nha. Đó. Em có thấy chưa? Em có thấy là bạn diễn rất là đạt. Cô có ý này. Hay là Tâm Anh diễn vai Tắm đi. Không, vai Tắm là của em à cô. Vai Tắm là của em. Là của em. Vai Tắm là của em à cô. Bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Bông chết rồi. Bông bị người ta giết rồi. Tâm Anh, con có nhớ những gì cô dặn con không? Cô ơi, con đã cố gắng mà không được. Vậy thì bây giờ cô chỉ con nha. Con hãy nghĩ trong đầu con, người nào mà từ trước giờ con ghét nhất, thì con hãy liên tưởng người đó là Tắm, thì con sẽ diễn được. Cái đồ đáng ghét. Buông mình ra.
công việc ra đây hả? Hả? Em cảm ơn. Em cảm ơn nè. Tại sao tôi kêu chị đi giặt đồ mà chị còn ngồi ở đây thẫn thơ vậy hả? Hả? Nhỏ nè. Chả heo hả? Sao còn nằm đó? Mày dám hả? Công nhận Lâm Chi với Tâm Anh diễn đánh như thật vậy ha. Hay ghê luôn á. Không phải chú ơi, hình như cái này ngoài kịch bản đó chú. Hả? Dám chứ sao không dám. Bu ra con. Thôi mà. Thôi. À, giỡn kịch đến đây là hết rồi. Vỗ tay.